Hello anh em, hôm nay Kiều tiếp tục làm video về con rắn tàng hình phần thứ 4 nha anh em. Này Kiều mới vào cho nên rắn của Kiều rất là nhỏ, cho nên bây giờ là Kiều sẽ đi ăn mồi để cho nó dài ra. Ôi từ nó. Một anh ủi vô ngụm luôn kìa, hốt bồi anh em ơi. Wow, ngon lành cành đào, ngon luôn. Lên luôn anh em. Wow, nó được 60.000 điểm rồi. Đu dài đây rồi anh em. Đẻ rồi, đẻ rồi, đẻ rồi. Tiếp tục hành nghề anh em. Ấy ơi, ơi, xím đụng cái đuôi con khác rồi. Đây 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 đây, con bắt luôn con xanh này. Ui, một anh đụng nữa, một anh Thổ Nhĩ Kỳ mới vừa đụng kẹo luôn. Rồi quay cuốn luôn con xanh này luôn nè. Nhanh nào, nhanh nào. Chạy đâu anh ơi? Ủa, con này đuôi nó dài dữ anh em. Hình như đuôi mình không có đủ, không biết là có đủ cuốn hay không nữa à. Ấy, đâu kiểu coi thử. Trời trời, dính luôn nha, dính luôn anh Cam này nha. Đó, đó. Không biết là nó kiếm đường nó chạy ra không. Kiểu sợ nó chạy ra. Ủa, cái đuôi nó dài quá anh em ơi, kiểu không đủ cuốn rồi. Rồi kiểu bọc qua bên phía phía bên này á. Đây. Đây 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 đây, đây. Dụ nha, dụ nha, dụ nha, dụ nha, dụ nha. À, chạy, ủa nó chạy kìa. Tốc độ quá. Ui, mình lầm cái hút hình như nó thấy anh em. Ủa, chạy luôn. Rượt luôn. Đây, 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 đừng lầm hút ha. Lầm cái hút quá, nó thấy cái hút và nó biết à, nó phát hiện à. Ủa, nó chạy rượt theo luôn, nghĩ luôn. Rồi trời ơi, xím nó đụng anh ơi. Rồi chui luôn anh em, chui luôn. Quá quay luôn. Quay lại cứu được anh xanh, tóm được anh xanh này rồi. Không biết à, này lên được bao nhiêu nữa. Úp luôn. Ngon luôn anh em. Đó, ui, ở trong xanh mồi không kìa. Hình như cái con nào ở trong bụng nó xong ngẫm luôn rồi. Đấy, kêu lên này là không biết là tóm rồi, tóm thành công anh em ơi. Đây, dính luôn rồi cả. Ui, cá vĩ như con này nó không thấy mình, không thấy đuôi của mình. Rồi dính luôn. Đó, còn một anh nha. Sướng. Rồi anh xanh này là bị kiểu tóm rồi. Kiểu sẽ làm gì con xanh này. Nhanh gọn lẹ. Xanh này sẽ hết đường ra. Rồi đâu cái đuôi đâu rồi, cái đuôi mình đâu rồi. Đấy, cái đuôi mình đây đấy. Đã, 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 trời ơi, ủi vô luôn anh em ơi, lụm bồi. Ngon luôn. Đấy, hốt bồi anh em. Lên luôn. Rồi lên được 80.000 điểm anh em ơi. Gần lên 100 ngàn rồi. Rồi đuôi rắn của kiểu cũng quá là dài rồi. Ôi ơi, cá một anh nữa, cá một anh chạy tới nữa. Đây 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 đây. Đợi đợi đợi, kiều dù, kiều dù. Khúc này bây giờ là đó, lên được 120 rồi nè, đuôi dài rồi nè. Đó. Đó, anh này tính cuốn mình anh em. Tính cuốn mình kiểu bọc nó lại luôn nè. Rồi hết chạy anh ơi. Anh chui vô bụng, anh tính cuốn mình. Nhưng mà mình phát hiện rồi anh em. Bọc luôn. Khỏi chạy chạy. Tốc độ. Đó. Xuống luôn, xuống là bao được á. Ui ui, que cái lỗ này. Từ 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 từ, đỡ cái vụ, cái vụ. Đây đây, anh ơi, đi luôn, hai anh. Rồi, hốt bòi anh em ơi. Ngon luôn. Đã, tiếp tục hốt. Là trời, ấm luôn anh em. Hút thôi, hút thôi. Quá trời luôn kìa. Tính cuốn mình, quay cái kết. Rồi, lên luôn, 160 luôn nè. Con này nhả quá, the 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 nhả. Ui, nhả nó ủi, nó không thấy đường, nó ủi với mình luôn kìa. Trời, tính the nó luôn á. Mà ai ngờ nó không thấy đường rồi em. Quay này. Tiếp 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 tiếp. Này 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 này. Chạy, anh sấm sét này chạy. Sấm sét này chạy. Đỡ kiểu, đỡ kiểu, đỡ kiểu. Khoan khoan, đỡ kiểu kiểu đi 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 đi. Ui, nó thấy cái hút hả? Nó thấy cái hút mất tiêu rồi. Nó cũng ấp úng ấp úng. Ui, đi luôn anh Cam, đi luôn. Hốt bội anh Cam. Anh Vàng đi luôn kìa. Lụm môi của anh Vàng. Ui, lụm luôn. Rồi tiếp tục anh Tím này nha. Làm hết, làm hết. Kiểu lên 500.000 điểm rồi anh em. Bây giờ chắc là đuôi của Kiều cũng hơi bị dài luôn á. Hey, nó Kiều luôn qua. Mà con tím này không biết là cái đuôi con tím này. Que nữa lại là dính được con tím rồi nữa anh em. Tốc độ lên. Lắm. Que luôn. Chạy nhanh lên, di chuyển coi cho nó phát hiện anh em. Nó phát hiện á. Chắc là nó chưa thấy mình, nó chưa phát hiện. Con kia đi nữa kìa anh em. Cái đường đi của mình là toàn là màu hồng không gì anh em. Toàn là mồi không gì á. Hay tiếp tục nha. Đây, dính nữa thì dính tiếp anh em, dính tiếp anh em. Ôi, dính tiếp cơ. Rồi, ngon luôn. Rồi, anh này, anh bị nhốt rồi nha. Ôi, anh bị nhốt. Rồi, đỡ kiểu. Giờ cách kiếm cách nào đây? Đây, đây, đây. Anh không thấy đường đi sao á. Ôi, nó bí lại không cho mình quay luôn cơ. Quay khúc này là mình ngẫm nè. Mình kiểu mới nhốt rồi cái con màu màu tím này vô. Giờ sao đây ta? Bây giờ là kiểu kẹt cái đuôi chỗ này, kiểu quay chỗ này không có được nữa. Ôi, giờ sao đó que cái đuôi chỗ này anh em phải đứng để chờ cho cái đuôi con tím nó rớt vô kẻ mới que được. Mày coi khi nào. Nó sắp rớt đuôi rồi.
hình như là nó ở trên nó chạy xuống là sắp rớt đâu rồi. Con này nó đang hoàng hoại anh em, hay là mình chở về ta, chở về bên kia mình phải kẹo phải bọc que luôn que mới cuốn được, nhưng mà phải bọc luôn. Từ từ nha, đó kiểu coi thử. À cái lỗ này chui được không ta, mình tàng hình mà chui được hết chứ. Cái lỗ này hơi bự nha anh em. Ấy, ủa được 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 hả? Ẻo mê cái này đây ấy. Rồi đợi kiểu ôm xét vô, ngon nè, xét gần vô. Ở cha anh sắm nha. Đây. Ấy, trời xím thì nó ủi đuôi rồi. Xím ủi đuôi rồi. Phan. Á, giờ kiểu nhốt nó gần, ôm nó kỹ hơn rồi. Rồi đi luôn anh ơi, đi luôn anh ơi, từ từ nha, con nó không cho nó ấy, không cho nó nhắm, con này nó quằn quại tới cùng luôn á. Đây, rồi chỗ này rầm rồi đó. Kiểu từ từ đi, đuôi nó cũng rớt luôn rồi kìa. Ấy, kiểu lái khúc chỗ này nó hơi cẩn thận tí. Đó, vô luôn nè, rồi nó hết thấy đường, rồi nó bị bí luôn, nó không có đường re luôn. Ở kiểu bọc que chỗ này. Đó, không cho nó đi chậm, khúc này cho kiểu đi chậm nha anh em. Rồi tăng tốc kiểu xíu con này luôn. Ăn thịt chứ con tím anh em. Là tím nữa là ba con đúng không? Thử thách cuốn 5 con đi nha anh em. Ôi đó đó kiểu kiểu mi á, kiểu chạy qua. Ui. Con kia nó bập nha. Rồi lầm cái hút, sợ kêu sợ lầm cái hút mấy con nhãi kia nó thấy đường á, nó sẽ cuốn mình á anh em. Ấy, sao con này nó quằn quại tới cùng luôn cả. Chứ kêu sẽ ép xem tiếp. Ui, kìa bị cuốn anh em. Chết bè ơi, ngu rồi. Ui. Thôi tí chết bè ơi. Kìa bị con này nó quắn rồi. Ơi. Ui, con này nó quắn anh em. Nó thấy nó quắn rồi. Từ từ, đợi kiều lát nữa dùng. Ui, con kia đi luôn, ngẫm luôn. Ăn mồi. Wow, hút phát lên luôn. Wow, 600 ngàn điểm. Nhưng rất tiếc là bị cuốn rồi. Không, là để ý cuốn con chồng là mình bị không để ý. Ui, bây giờ. Ui, bây giờ không có cái hút nè. À, giờ nó không thấy mình nữa rồi. Bây giờ là kiều coi thứ. Nó có khi nào nó đụng cái đuôi mình không ta? Ui, nó đụng cái đuôi kìa. Rồi, ngon luôn anh em. Wow, lên luôn. Rè được luôn đó. Con lành cành đào. Đó, ăn bồi tiếp anh em. 650 rồi. Lên luôn. Lầm tăng tốc hút lên luôn. Ồ, ngon. Wow, lắm. Trời ơi, mọi con này ngon hết chứ. Ồ, lầm luôn, lầm hết. Đó, con đây. Dành năng với tôi. Dành năng với chúng tôi. Lầm luôn. Con thổ như kỳ nó dành năng với mình kìa. Lắm. Ồ, lên điểm kìa anh em. Ồ, kiểu lên hạng thứ 34 rồi kìa. Wow, lên luôn. Vô kiểu hạng 27 rồi, với con rắn của mình là 2 triệu mấy rồi anh em. Quế nhanh, quế nguy hiểm anh em. Ngon lành cành đeo. Tiếp tục, quay bên đây. Bên này cá ổ à. Ổ xanh hay gì á. Kiểu sẽ đi xét vào. Rồi con xanh nó sẽ không có thấy á. Rồi xong nó sẽ bị. Ôi kiểu cuốn luôn cái ổ này luôn anh em. Ổ này hình như con xanh nó đang cuốn. Tẩm hết là như là 2 con hay sao á. Kiểu mày lụi được cái ổ này kiểu cuốn được 3 con luôn á anh em. Chết bèo, cái lỗ này sao que đấy. Lỗ này hơi nhã anh em mà. Nhưng mà đi từ từ chắc cũng que. Ở trước mình cắt con mini chạy quay. Ui mini nó ủi luôn cái đuôi con kia kìa. Ui xím tí rồi. Xím tí là mình chui lên là nó giúp mình đi rồi. Ui ổ này ngon rồi anh em. Ổ này hình như là con xanh nó đang cuốn tới bê con ở trong bụng nó, 2 con ở trong bụng nó anh em. Giờ mình cuốn lên là mình ăn kẻ bê con luôn nè. Đấy. Giờ kiểu đang kiếm đường kiểu cuốn này. Ui kìa. Hình như là nó tối này nó bả đuôi sao quá. À nó tối này nó không dám què. Ủa nó không dám què nữa cả. Ủa nó lên. Đừng cho nó biết. À nó lên cái khúc này nè. Đó nó yếu què cả. Từ đỡ kiểu đi. Ôi cái con trăm đi rồi. Chết bè rồi. Giờ sao ta. Giờ con trăm kia nó ngậm mất tiêu vậy. Đừng đợi nó phát hiện anh em. Đó. Khoan. Nó kiểu coi thứ. Làm sao được kiếm đường cuốn cái ổ này. Hình như là nó cuốn một con ngẫm rồi á. Ui lụm cái hút kia nó thấy mày mất tiêu rồi. Chết bèo nó thấy rồi. Rồi nó kêu coi cái cúc này nha. À, nó đang cuốn mà bị con đen ép. Giờ mình muốn ăn mồi của con xanh này á. Ráng làm sao mà ép con xanh này nó ngẫm cái. Là mình quay mình lụm mồi được anh em. Ui dưới này các con thái nó nằm dưới đây nó không cho mình quề lại nữa kìa. Phải đi chậm với mấy cái khúc cua anh em. Chứ không là đi nữa. À, đó kiểu coi thử cái khúc này nha. Khúc này lô nó làm sao đỡ mà ép con xanh này nó vô nó ngẫm nè. Dòng sau đi. Dòng sau là nó sẽ
kiểu xí xí úp nó vô rồi xong nó xí chạy lên là nó không thấy mình, nó xí uông vô thì nó xí ngẫm anh em, con nào nó chui vô chỗ này anh em, kiểu vừa thấy cái mồi của con nào á. Ui ở trước mình cá mấy con mini luôn cơ. Ủa mini mini nó chạy theo cơ, mini trời ơi nó rượt theo cơ anh em. Trời con mini này lanh nha anh em, mini này lanh quá lanh rồi, khuyến cáo chơi con rắn này đừng lụm cái hút nha anh em. À, giờ kẻ bọc que luôn nè, bọc que kẻ hai bê con luôn nè đó. Ui, không lẽ là mình cuốn con đen luôn á ta, nếu cuốn con đen là mình cuốn hết luôn cái ổ này luôn á anh em. Ui ui vậy là kiểu cuốn hết cái ổ này luôn cơ. Ui, dưới này là cái đuôi của kiểu anh em, ngon rồi. Cái đuôi kiểu nằm đâu dưới đây nè. Ui chết bè, con điên nó thấy rồi, con điên nó thấy rồi, con điên nó thấy rồi. Ơi từ từ nhá, từ từ đi đi, kiểu đang dụ con điên nha, nó chạy ra nó kiểu ấp cái ổ này. Con điên nó không chạy ra thì khá mới ấp á. Khoan, nó đang kiếm đường chạy ra sao á. Bây giờ kiểu phải trở về lại bên kia thì mới xuống ấp được. Thì trong lúc trở về bên kia thì cái đuôi con điên nó rớt ra là thời cơ lúc đó là kiểu ấp được cái con ổ này rồi. Cái lỗ này con điên này nó mi mi, nó chui que, nó ép mình hay gì ta. À nó đi xét cho mình, nó hù dọa mình đó anh em. Con điên này ngã bộ nguy hiểm á anh em. Nhưng mà đỡ coi, chết bè rồi. Kiểu chưa cuốn này mà thấy mấy con kia nó tới nó ép mình rồi. Không biết là kiểu có sống nổi hay không nữa đây nè. Bây giờ kiểu tranh thủ làm sao. Nếu con đen kia mà nó không phát hiện ra là kiểu cuốn luôn con đen, là cuốn luôn hết hết luôn á anh em. Đó bây giờ là kiểu sẽ làm cái cách nào để mà luồn que để cuốn lên hết cái ổ này nè. Mà kiểu sợ kiểu luồn lên nó xong nó, xong nó thấy được xong nó ép mình quá. Đó ổ này đâu rồi con đen nó, đúng lúc con đen nó rớt cái đuôi luôn kìa anh em. Thôi con đen nó đang rớt cái đuôi luôn kìa. Rồi kiểu đứng này kiểu đợi, đứng người kiểu đợi đó. Ôi chết bèo cái phe đó kiểu xím ngẫm rồi. Ủa nó thấy kìa anh em, nó thấy nó kiếm đường nó chạy ra kìa. Ủa là trời, nó thấy nó kiếm đường nó chạy ra kìa anh em. Phan. Ôi nó kiếm đường nó chạy ra kìa, bịch lại luôn anh em, bịch lại luôn. Quề đâu. Rồi kiểu sẽ đi theo cái đuôi con đen đỡ mày kiểu luồn luôn cái con xanh này luôn, không được. Nó không chịu chạy quề kìa anh em, nó là cuốn con kia đi. Nó là cục cuốn người kiểu mới cuốn được cái con này được. Ủa nó đứng nó canh cái đuôi của mình, chờ cái đuôi của mình nó rớt đây rồi. Mày cái đuôi kia của kẹo rồi anh em. Từ nha, đợi con đen nó rớt cái đuôi ra cái. Xong kiểu xe luồn. Đó, giờ con đen nó rớt cái đuôi là kiểu xe luồn cuốn được con xanh. Quậy ở trong con xanh là cái con màu vàng. Đó, ui chị gì là dính được hai con này anh em. Đó, tới này cái đuôi của mình rồi nè. Đó, mày kiểu sợ cái khúc này kiểu bị ép anh em. Cái khúc này kiểu sợ bị ép anh em à. Giờ kiểu tranh thủ đi chậm xét nó vô. Xét vô cái khúc này à. Ủa chết bè, con đen nó ép mình chỗ này rồi. Nó không cho mình sống chỗ này anh em. Chết bè rồi, không được rồi, không que được rồi. Bây giờ làm sao đỡ cho con xanh này nó ngẫm cái này anh em. Đầu xanh á, con xanh nó ngẫm cái mình mới re được. Từ nha, đỡ kiểu canh nha. Kiếm cách anh em ơi. Bây giờ cái đuôi của kiểu sắp rớt rồi, nhưng mà con đen á nó không có chịu tra kiểu que nè. Giờ kiểu que là kiểu bị ép rồi. Ú mày cái đuôi con xanh nó cũng rớt này luôn cỡ anh em. Ngon rồi. Cái khúc này, cái con ở trong nó ngẫm rồi anh em ơi. Cái con ở trong, con này nó cũng thành công của con ở trong rồi. Giờ con này nó chạy nhanh lên. Chết bè, tối khi mình bị ép rồi anh em ơi. Ú là trời. Ú tối khi mình bị ép rồi. Từ bình tĩnh đi chậm đi anh em. Nó vẫn không thấy, vẫn chưa phát hiện, chưa biết chuyện gì xảy ra anh em. Này, khoan, đi tiếp cận nó vô, đi xét ôm nó vô. Con này nó biết kiểu cuốn nó cho nó thủ rậm rồi á. Rồi ôm nó vô cái chỗ này cái là ok le. Bình tĩnh nha. Quay cái khúc này nha, mì canh mì nó cái. Đó. Bây giờ nó thủ nó đi chậm á anh em. Trời. Rồi kiểu lưu lưu cái khúc này kiểu mà tạt được nó là ngon luôn á. Ăn đế luôn á anh em. Hả? Nó đưa cái đầu ra kìa. Nó đưa cái đầu nó say kìa. Ôi nó ép với lại cái con kia anh em ơi, từ nha, nó kêu coi thôi. Nó đứng này nó sấy chỗ này anh em. Nó đứng này sấy chỗ này, nó canh chỗ này. À nó cha mình quê đó. Ôi kiểu muốn tạt nó luôn á, mẹ mày không tạt được cái khúc này. Nhưng mà muốn tạt cái khúc đó, tạt nó luôn á. Đó nó kêu vũ. Đây nó kêu lụm cái thằng tóc của tôi kêu tạt nó luôn á. Tạt nó là ok á. Nó đang dồn đuôi chỗ này đó cha, kêu không có quê được cái chỗ này á. Nhưng mà kêu cái đang vũ nó nè. Quay cái khúc này á, kệ mà quay khúc kia là con quay bị nó ép mình sao? Thôi. Lôi cho nó lên, nó lôi trên này, khúc này nó ép nó mài vô chỗ này á. Đó. Nó kêu đang dụ nó.
nó không vô đầu rồi ta. Con kia nó chạy nhanh quá, vô mình ngấm à. Chết quay, con kia nó ép mình vô rồi. Nó kiểu vô, đen vô nó mà nó không chịu đưa đầu ra anh em. Kiểu nghĩ chắc kiểu đi chậm về một vòng nữa là được á. Ui con kia nó chạy nhanh quá anh em ơi. Rồi, từ từ nha. Bình tĩnh anh em. Rồi quay luôn. Ui hình như là xuống chỗ này không được coi sao quá anh em. Ui con kia nó ép kiểu dữ rồi, không xuống được, không quay được. Cay với ta, giờ phải tuyệt chiêu cuối hả anh em. Bây giờ là kiểu ôi con kia nó chạy nhanh luôn luôn, ôi con kia nó ôi quề không được luôn kìa. Ôi được không ta, ôi được kìa ném, được kìa ném, ẻo gì. Giờ kiểu xí canh tạc cái con ở trên nè, cái con ở trên nó ép kiểu không cho kiểu que nè, kiểu canh tạc nè. Giờ kiểu không có lập với hút nè, đối dụ tạc cái con màu vàng nè anh em. Đây canh tạc con màu vàng trước là xong, lát nữa xử lý con xanh sau. Bây giờ cái cuốn nữa cái đâu có được đâu. Đó, kiểu xí mi cái con vàng này. Cái hút là nó chối ló lên cái này đó. Đối phen kỳ sẽ canh tạc con vàng này, còn con xanh nó từ từ tính sau anh em. Con vàng ở trên nè, con vàng nó ép mình ở trên nè. Đầu nó rồi, dụ cái đầu lên trên đây á. Trong lúc nó không thấy, dụ cái đầu lên trên đây. Đây. Hay, lầm cái nhân tăng tốc nè. Cầm thêm cái nhân 10 nè. Đó, chuẩn bị hốt con vàng này anh em. Vàng đâu rồi, nó lên đây ha. Nó chui lên kìa, ôi nó lên à, chịu tranh thủ, nó không đuổi anh em à, tranh thủ nó không đuổi. Ui, một tranh thủ nè, ngon luôn anh em. Hút mồi, cá nhân mùi nữa anh em. Ngon luôn, kiểu lên ra hàng không kìa. Kiểu lên bê chịu đuổi kìa anh em. Quế đẻ rồi, xuống rồi, từ từ. Còn cái con đây nữa. Còn con xanh nữa nè, kiểu hốt con xanh nữa là ok le nè. Phen nha. Kiểu làm sao nó kiếm cách. Kiểu lên hạng 17 rồi anh em ơi. Phải làm sao nó bắt cái con xanh này mới được. Một con rồi đó. Ui mồi nữa kìa. Tiếp. Cá mồi. Là sao đó con xanh. Con xanh nó chui ra kìa. Chui ra chui vô kìa. Chui sao ta. Nó bộ nó khôn quá anh em. Ui từ nha. Kiểu tính tạc luôn á mà không được à. Nó bộ nó khôn. Con này nó bình tĩnh lắm luôn anh em. Kiểu nó điềm tĩnh lắm luôn. Kiểu không biết là kiểu có làm được hay không đúng không. Nhưng mà khúc này phải làm thôi anh em. Bây giờ là cuốn được nó nhưng mà không ăn được nó. Mấy con kia nó ép luôn. Khúc này kiểu phải làm thôi anh em. Thiết đầu cầm dưới đá luôn à. Không biết là thiết đầu cầm tuyệt chiêu cuối này anh em. Nó đi luôn kìa anh em ơi, ngon rồi. Wow. Vừa ấy xong lại đi luôn kìa. Tính là hốt nó luôn mà nó đi luôn kìa. Hốt mỏi nấy mối. Trời ơi hốt hủi. Ngon luôn, ấm luôn. Che. Còn con đen nữa nè. Con đen hồi nãy nó cũng ép mình nè anh em. Con đen hồi nãy á. Con xanh nó đi rồi đúng không. Trời, con đen nó chạy quê á. Chạy quê là có thứ. Ui lầm ít mùi. Chỗ này khu này nhân điểm nhiều lắm luôn á. Cái con kia đang nó bự lên kìa anh em. Không biết là nó có thấy gì không nữa. Cuốn lạ luôn anh em. Con ôi nó tính chính rồi nó chạy ra đu với mình cơ. Ôi nó bịch lại. Ở dưới cái thịt anh em. Con này mới vừa đi nữa kìa, lẫm luôn nhân điểm nữa kìa. Wow hạng 8 anh em. Ôi hạng 6 luôn kìa. Là trời ơi, lên hạng nhanh nhớ anh em. Lên hạng 6 triệu điểm. 6 triệu điểm hả ta. Kìa lên được 6 triệu điểm rồi. Rồi tiếp tục con vàng này ở trăm nữa nè. Cuốn nãy giờ mấy con rồi anh em. Con vàng này nữa là đó, đừng lầm cái hút lại nó không thấy à. Chỗ lầm cái hút mà cầm nó thấy à, nó sẽ chạy ra. À, nó kiếm đường nó chạy ra kìa. Chạy ra anh ơi. Từ nha. Nó đi khích lại cái con xanh kia kiểu chui xuống không được. Ơi nó chui xuống luôn kìa. Nó chui liều ra luôn kìa. Ôi mạnh dạn chui ra luôn kìa anh em. Ôi. Đó kêu lầm thằng tắp. Mạnh dạn chui ra luôn kìa, đi luôn. Cẩm luôn. Chui ra cái hẻm này đi luôn, tiếp tục nữa kìa, ăn mồi anh em. Đó, vô ăn. Hút. Này, con nhã này. Này, cha nhã trên miếng đây nè, lên ăn nè. Cha ăn miếng nè, chạy lên. Con này nó nhã quá, kiểu thấy tội quá, kiểu cha nó ăn miếng nè, ăn đi. Rồi kiểu xuống chỗ này. Kiểu bắt cái con kia. Kiểu bắt cái con, kiểu tạc một con ha. Đây. Từ nha, ủi một con nữa là ok le luôn á. Rồi, vậy này tranh thủ. Nó không thấy anh em. Thấy không. Ấy, bữa này cái con thị sĩ gì gì đây nè. Nó ôm vô chỗ đó. Kiểu hình như nó tìm đồ nó cuốn con đen sao á.
Đây. Ủa, nó tìm đường nó cuốn mình. Nó tìm đường nó cuốn mình. Ô, ngon luôn anh em. Mọi quê. Ê, con nhã này. Ui, trời, con nhã này để tàn hình rồi mà còn chui lên chi không biết nữa. Nó ham mồi, con nhã này ham mồi. Con luôn anh em. Chu chê. Hạng. Điểm gà quá trời luôn. Ui, tiếp tục. Ui. Ngon luôn. Ui, chỗ này nữa nè. Hốt luôn anh em. 6 triệu bè rồi anh em ơi. Ui, cái nhông mùi. Khu này nhông mùi nhiều lắm luôn á. Nè, đỡ kêu lầm cái thằng tắp. Đây. Bên này các con thái nó ham ăn quá. Con thái bên này nó ham ăn quá. Giờ sao đó ta. Nè, con thái. Đỡ kêu dụ con thái nè. Ham ăn nè. Ôi, con nó chạy qua bên kia. Ui, nó cuốn con xanh ở trong cửa. Con này nó bự xét mà nó đi cuốn nhã ác gì ta. Rồi bên này các con. Giờ kêu phủi con xanh này nữa là con lành cành đào luôn rồi. Nó không thấy đường rồi. Ôi, con xanh không thấy đường rồi sao á. Ê, kêu vô. Từ từ. Ok. Coi thử trên này nè. Đó. Ê, chết mày ơi. Trời ơi, trời ngu quá. Tự nhiên ui vô đó. Cái đầu nó trời ơi. Ôi, tức quá anh em ơi. Thôi, hẹn anh em clip tiếp theo nha anh em. Rồi anh em lại thoải hại. Ok, bấm cho kèm một like, một lượt follow, đăng ký ủng hộ cho anh em. Bye bye anh em nha.